Tiếp tục chào đón các bác đến với một mã âm ly Kenwood KA4006, mức giá 3,9 triệu. Hàng đẹp như mới luôn. Bác nhìn em quay thật chậm cho bác nhìn này, đẹp như mới. Vào bản test luôn. Em vẫn đánh với đôi loa karaoke 900W luôn này, 450W một bên ấy. Mời các bác vào bản test đi. Nó nhanh. 3,9 triệu ạ. Hai cầu. Bác đánh hai cầu A B và A cộng B. Có lâu lốt hết. Chức năng hoạt động hết ok. Trên này còn chưa thèm lau bụi này, có nhìn em lau này. Đấy, lau đầu tay này. Thấy chưa? Lau nó đẹp nữa, hàng đẹp như mới luôn. Con này mà vệ sinh có khi đóng thùng xốp được. 3,9 triệu ạ. Kenwood KA4006.